học nhiều quá bị chạm rồi. Nhìn vô, muốn tính khoảng cách từ y đến s ac bước 1 kẻ ni vuông với sc, bắt đầu chứng minh nè. Ni có vuông với sc không? Có, bởi vì ni vuông với sb. Hiểu. Ni có vuông với lại ủa không phải, IN có vuông với SC không? Có. Hai đường này cắt nhau tại đâu? Y. Hai đường này chứa trong mặt nào? IN. Vậy suy ra đường này vuông với mặt gì? IN. Hiểu. Sau đó từ Y kẻ một cái đường vuông với. Vuông với N AN tại tại M. Bắt đầu chứng minh nè. Đường này có vuông với NM không? Có. Đường này có vuông với đường này không? Hai đường này cắt nhau tại đâu? No. Hai đường này chứa trong đâu? S, A, C. Vậy suy ra đường này vuông với SAC. Vậy suy ra khoảng cách từ Y đến SAC chính là đoạn IM. Đoạn này có chưa? Có, tính được hệ đứt lượng trong tam giác cài vuông. Hiểu. Tiếp. Đoạn này tính được không? Hệ đứt lượng trong tam giác này vuông, cạnh này có, dùng Pythagore ra cạnh này, sau đó dùng tam giác hệ đứt lượng trong tam giác vuông tính được đoạn này. Đoạn này tính được không? Được, hai tam giác đồng dạng. Hiểu không? Hai tam giác đồng dạng chắc nó quên rồi. Đoạn này có, đoạn này có, đoạn này có, muốn tính đoạn này dùng sin. Sin có không ai? Hệ đứt lượng trong cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông,